Dạ, cửa hàng đồ xưa Cổ Nghệ Việt Cần Thơ xin được mến chào quý ông bà cô bác gần xa. Thì hôm nay em xin lên clip và giao lưu đến quý ông bà cô bác cũng như là báo giá một số cái sản phẩm đồ cổ xưa, đồ xưa cũ miền Tây em sưu tầm được. Trong clip ngày hôm nay em có các loại bàn ghế, tủ giường sạp, những cái món đồ xưa của Nam Bộ, đồ xưa của Huế, một số cái mẫu đồ gốm sứ, đồ đồng phong thủy, tranh treo tường và tượng nghệ thuật giao lưu đến quý ông bà cô bác gần xa qua số điện thoại cửa hàng em là 088 880 5757. Quý ông bà cô bác gần xa mình cũng có thể đến tham quan và giao lưu trực tiếp tại tòa nhà Cổ Nghệ Việt ở số 97 đường A1, khu dân cư Thiên Lộc, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là nơi trưng bày giao lưu đồ xưa, cũng là phim trường để quý ông bà cô bác mình có thể quay phim, chụp ảnh cổ phong hoàn toàn miễn phí. Sau đây em sẽ mời quý ông bà cô bác mình đi vào chi tiết từng sản phẩm trong clip ngày hôm nay ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu đến quý ông bà cô bác, em có sưu tầm được một cái bộ tranh treo tường phòng khách. Đây là cái bộ tranh sứ Giang Tây Trung Quốc, thiết kế theo cái lối bổ ô ha, tức là những vị tiên ông theo lối xưa nha quý ông bà cô bác. Ở hàng là hàng gốm sứ Giang Tây vẽ màu, bổ ô, khung là khung gỗ gõ xưa, chạm tre trúc rất là đẹp. Kích thước mỗi bức thì em đã đo rồi, là chiều cao là 1m2, chiều ngang là 38 nha quý ông bà cô bác. Đó, rất là đẹp. Gốm thì không có bị xuống màu mất men ha, nó không nứt không tóc. Gỗ thì lành lặn liền lạc, nó xuống màu sừng trâu, đen sẫm theo thời gian và năm tháng. Bộ này về mình treo trong phòng khách, phòng trà, thưởng trà rất là đẹp nha, hoặc là mình treo ở phía sau bằng thời gia tiên, cửu quyền, thất tổ. Thì bộ tranh sứ này em xin giao lưu đến quý ông bà cô bác mình với giá là 4,5 triệu em bao phí ship trên toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bộ tranh treo tường phòng khách. Đây là cái bộ tranh sứ gốm sứ Giang Tây Trung Quốc theo quý ông bà cô bác. Bộ thì bao gồm có 4 bức, tức là cầm kỳ thi họa theo cái lối là những cái mỹ nhân hồi xưa ha. Ở trên ô trên thì là những đứa bé vui chơi nô đùa, ở dưới là những cái vị nho sĩ ha, rất là đẹp. Kích thước mỗi bức tranh thì cao là 1m2, chiều ngang là 38 nha. Đó. Màu men nước gốm thì khá là đẹp, gốm lành lặn, không có bị nứt, không có bị tóc chỗ nào nha quý ông bà cô bác. Nó hàng là hàng vẽ tay thủ công, khung là khung gỗ gõ, lâu ngày vài tháng thì nó xuống màu đen sẫm nè quý ông bà cô bác. Gỗ này thì bao mối một nha, nó mình giao lưu về mình làm một bộ tranh treo tường phòng khách, nó treo phòng trà, treo phía sau bàn thờ rất là đẹp. Em giao lưu bộ tranh này giá là 4,5 triệu em bao phí ship toàn quốc à. Em xin giới thiệu giao lưu đến quý ông bà cô bác, em có sưu tầm được một cái tác phẩm tượng gỗ mini, tượng Phật để bàn. Đây là tác phẩm cụ La Hán Trường Mi, được chế tác từ cái khối gỗ bách xanh, cho cái mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, thích hợp để trên bàn làm việc, để trên xe hơi để ngăn mùi, hoặc là mình có thể để ở trên bàn trà, rất là đẹp nha quý ông bà cô bác. Kích thước tổng chiều cao em đo được là 21, tổng chiều ngang như vậy là 8 phân và tổng cái chiều sâu vô là 5 phân của bức tượng ha. Em gieo duyên giá là 700.000 em bao ship toàn quốc. Tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một bức tượng mini để bàn, tượng gỗ nghệ thuật, tôn tượng Đức Phật Di Lặc, được chế tác từ khối gỗ bách xanh, chạm thủ công truyền thần, khá là đẹp. Đó, bức tượng thì thích hợp để trên xe ô tô và cầu mong vạn dặm bình an, ngăn mùi xe, để trên bàn trà, bàn làm việc, tiếp khách, khá là đẹp. Tổng chiều cao cụ là 20, chiều ngang qua như vậy là 9 phân và cái chiều sâu vô như vậy là 8 phân. Em giao duyên giá là 700.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu giao lưu một cái bức tượng gỗ mini, tượng Phật để bàn. Đây là cái bức tượng Phật Di Lặc Hoan Hỷ, được chế tác từ cái khối gỗ bách xanh, chạm đục thủ công truyền thần ha. Nó tượng thì cho mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, thích hợp để trên xe hơi, vạn dặm bình an, cũng như là khử mùi xe, hoặc là để trên bàn trà, bàn làm việc, rất là đẹp. Chiều cao cụ em đo tổng thể hết là 20, chiều ngang qua như vậy là 8 phân, chiều sâu vô như vậy là 6 phân nha. Em giao duyên giá là 700.000 bao ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bức tượng gỗ mini, tượng Phật để bàn, tôn tượng Đức Phật Di Lặc Bát Đào, khá là đẹp, được chế tác từ cái khối gỗ bách xanh, chạm thủ công truyền thần ha. Ở đây là bức tượng mình có thể để trên xe ô tô để mà cầu mong vạn dặm bình an, hoặc là để trên bàn trà, bàn làm việc để cho cái mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Cụ có tổng chiều cao em đo được là 20, tổng chiều ngang qua như vậy là 10 phân và tổng cái chiều sâu vô như vậy là 9 phân, lành lặn và liền lạc. Em giao duyên giá là 700.000 bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bức tượng gỗ mini, tượng nghệ thuật để bàn. Đây là cái bức tượng thần tài Gia Gia, được chế tác từ cái khối gỗ trắc đen, chạm thủ công truyền thần. Giao duyên bức tượng này về mình cầu mong tài lộc, đến với gia đình ha, mình có thể để ở trên bàn làm việc nè, ở quầy thu ngân, ở bàn làm việc, quầy thu ngân, hoặc là để phòng khách trưng bày, hoặc là để trong tủ kiến để decor rất là đẹp. Tổng chiều cao của bức tượng em đo được là 21, chiều ngang qua như vậy là 8 phân, chiều sâu vô như vậy là 6 phân nha quý ông bà cô bác. Lành lặn liền lạc, em gieo duyên bức tượng giá là 900.000 bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bức tượng mini để bàn, tượng Phật. Đây là bức tượng Phật khất thực ha, được chế tác từ khối gỗ trắc đen, chạm thủ công truyền thần. Khuôn mặt thì khá là hiền từ, tự bi nha quý ông bà cô bác. Nó tượng này mình có thể gieo duyên về mình để trên xe ô tô, để trên bàn làm việc, phòng khách rất là đẹp. Tổng chiều cao em đo được là 22, chiều ngang qua như vậy em đo được là 6, và cái chiều sâu vô như vậy là cũng là 6 ha, 6 phân vuông nha quý ông bà cô bác. Em gieo duyên bức tượng giá là 900.000 bao ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một bức tượng gỗ mini tôn tượng Đức Phật Di Lặc ha. Đây là cái mẫu tượng nhỏ mình để bàn nè, để xe ô tô, để bàn làm việc, phòng trà, phòng khách rất là đẹp, hoặc là mình trưng bày trong tủ kiến, tủ ly nha quý ông bà cô bác. Tượng có tổng chiều cao em đo được là 22, tổng chiều ngang qua như vậy là 10 phân, chiều sâu vô là 7 phân, chạm thủ công truyền thần, ngài Di Lặc Bắc Đào ha. Em giao duyên bức tượng giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bức tượng gỗ mini tôn tượng ngài Đạt Ma Sư Tổ, được chế tác từ cái khối gỗ trắc đỏ đen, chạm thủ công truyền thần, khuôn mặt rất là thần thái quý ông bà cô bác. Đó, tượng này thì là tượng phong thủy, mình có thể là để xe ô tô, để bàn làm việc, hoặc là trưng bày trong tủ bày đồ phòng khách rất là đẹp ha. Với tổng chiều cao em đo được là 23, ngang qua như vậy là 10 phân và sâu vô như vậy là 8 phân. Em gieo duyên bức tượng giá là 1 triệu bao phí ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một bức tượng Phật Di Lặc ha, tượng mini, mình có thể để xe ô tô, để bàn trà rất là đẹp nha quý ông bà cô bác. Tượng có tổng chiều dài em đo được là 17, tổng chiều ngang là 8 phân, chiều cao này là 8 phân nha. Nó được chế tác từ khối gỗ trắc, chạm thủ công truyền thần, mặt tươi vui hoan hỷ. Em gieo duyên ngài giá là 900.000 bao ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một tôn tượng Đức Phật Di Lặc ngồi ha. Đây là mẫu tượng mini, tượng để xe ô tô, tượng để bàn làm việc, bàn trà nha, được chế tác từ gỗ trắc, chạm thủ công truyền thần. Với tổng chiều dài em đo được là 16, chiều ngang qua như vậy là 10 phân và cái chiều cao là 9 phân. Em gieo duyên ngài giá là 900.000 em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo cũng là một cái tôn tượng Đức Phật Di Lặc, mẫu tượng để xe ô tô, tượng mini để bàn, được chế tác từ cái khối gỗ trắc ha. Đó, ngài có tổng chiều cao em đo được là 13, chiều ngang qua như vậy là 12, chiều sâu vô là 8 phân, gieo duyên ngài giá là 900.000 em bao với ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một cái lư song trầm bằng đồng, chất liệu là bằng đồng xưa ha, cái này đồ xưa lâu năm nha, tích là con nghê đỉnh. Đó, tổng chiều cao là 14, tổng chiều ngang là 13 và tổng chiều sâu vô này là 9 phân, nặng 400 g. Đây là ở phía trong, và ở phía dưới đáy em quay cho quý bà cô bác mình coi. Đó, xung quanh đây thì được đúc nổi 12 con giáp, gieo duyên giá là 600.000 bao ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một mẫu tượng mini, tượng để xe ô tô Đức Phật Di Lặc cầm quạt, chế tác từ gỗ trắc nha quý ông bà cô bác, chạm thủ công ha. Đó, ngài thì có tổng cái chiều dài em đo là 13, chiều sâu vô như vậy là 9 phân, chiều cao là 10 phân, gieo duyên ngài giá là 900.000 em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một cái lư song trầm bằng đồng, chất liệu là bằng đồng xưa, cái này là đồ xưa lâu năm, em sưu tầm được, tích là Quan Âm Bồ Tát ngồi đài sen theo quý ông bà cô bác, khá là đẹp. Tổng chiều cao là 14, tổng chiều ngang là 12 và cái chiều sâu vô như vậy là 10 phân, nặng 400 g. Đây là ở phía trong, và đây là phần đáy, em quay cho quý bà cô bác mình coi ạ. Em giao duyên giá là 600.000 em bao phí ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một bức tượng lớn hơn theo quý ông bà cô bác. Đây là tượng mini, tượng để xe ô tô, tôn tượng ngài Đức Phật Di Lặc đang ngồi trên bao tiền, được chế tác từ khối gỗ trắc ha, thần thái tươi vui hoan hỷ. Ngài có tổng chiều dài em đo được là 19, tổng cái chiều sâu là 8 phân và chiều cao như vậy là 11 phân. Gieo duyên ngài giá là 1 triệu em bao ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một cái lư song trầm bằng đồng, tích là song long chầu nguyệt, chất liệu là bằng đồng, cái này là đồ xưa nha quý ông bà cô bác. Nó thì kích thước em sẽ đo, tổng chiều cao là 12, chiều ngang qua như vậy là 13 và chiều sâu vô là 10 phân ha. Đây là phía trong, đây là phía dưới đáy, nặng 400 g. Em giao lưu giá là 600.000 bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một cái lư song trầm bằng đồng, chất liệu là bằng đồng xưa nha. Đồ này là đồ xưa, khá là sâu tuổi nha quý ông bà cô bác. Chiều cao tổng thể em đo được là 14, chiều ngang qua như vậy là 11 và cái chiều sâu vô là 8 phân, nặng 400g. Đây là ở phía trong, đây là phía dưới đáy ạ. Rồi em giao lưu cái lư đồng này giá là 600.000 cho quý ông bà cô bác mình ha, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một cái lư song trầm, chất liệu là bằng đồng, nó đồ xưa lâu năm thấy quý ông bà cô bác. Tích là song long chầu nguyệt, ở phía trên là tích con lân đỉnh ha. Tổng chiều cao là 12, chiều dài như vậy là 12 và cái chiều sâu là 9 phân, nặng 400g. Phía trong, phía dưới đáy em lật lên cho quý ông bà cô bác mình coi nha. Em giao lưu giá là 600.000 cho cái lư đồng này, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái tháp trầm song long, được chế tác từ đồng Pháp Lam, hàng Huế xưa cao cấp nha quý ông bà cô bác. Cái này là đồ xưa, em sưu tầm cũng khá là lâu năm. Tổng chiều cao của toàn bộ chiếc lư đồng là 36. Cái hoành đế chỗ lớn nhất này là được 35. Cái này thì bao gồm 3 khớp. Lành đẹp lắm nha quý bà cô bác. Giao lưu sưu tầm về để song trầm hoặc là để thờ cúng, em giao lưu giá là 4.500.000 bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái lư song trầm bằng đồng. Cái này là đồng xưa, đồ xưa lâu năm thấy quý bà cô bác. Đồng nó lên ten rồi theo thời gian và năm tháng. Cái này thì tích là búp sen ha, rất là nhiều cánh. Tổng chiều cao là 12, đường kính ngang như vậy là 12 nha. Em giao lưu giá là 1.100.000 à, em bao phí ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có một cái lư song trầm bằng đồng, tích là phù dung chim trĩ, ở hai tay là hai cái cành nho rất là đẹp, chất liệu là bằng đồng, đồ xưa như quý ông bà cô bác. Chiều cao lên là 16, chiều ngang qua như vậy là 20 và cái chiều sâu vô là 15. Em quay ở trong cho quý ông bà cô bác mình xem cái màu ở trong. Đấy, có một chuyện ha. Rồi em giao duyên cái lư đồng này đến quý ông bà cô bác mình giá là 1.800.000 à, em bao phí ship toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái lư đồng nghe đỉnh, được chế tác từ đồng Pháp Lam Huế, hàng cao cấp, hàng Huế xưa nha quý ông bà cô bác. Đó, thì tổng cái chiều dài như vậy em đo được á là khoảng là 18, tổng cái chiều ngang qua như vậy là 10 phân và cái chiều cao lên là 16 phân. Đó, hàng lành đẹp nha, hàng Huế xưa nha quý ông bà cô bác. Giao lưu sưu tầm về để trưng bày phong thủy hoặc là mình để thờ cúng, song trầm tiếp khách rất là đẹp. Em giao lưu giá là 2.600.000 cho cái lư đồng song trầm này, em bao phí ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái lư song trầm bằng đồng. Đó, cái này là đồ xưa, được chế tác từ đồng Pháp Lam Huế cao cấp nha quý ông bà cô bác. Nó tích là song long chầu nguyệt và một cái con tỳ hưu ở trên đỉnh ha. Tổng cái chiều cao của cái lư này là 17, tổng cái đường kính qua như vậy là 15 nha. Đó, đây em quay ở trong cho quý ông bà cô bác mình xem. Đồ xưa nha quý ông bà cô bác, có tuổi rồi, lâu năm, lành đẹp. Về mình trưng bày phong thủy đề co hoặc là mình thờ cúng, song trầm tiếp khách rất là đẹp. Em giao lưu giá là 2.600.000 cho cái lư đồng này, em bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo xin giới thiệu giao lưu đến quý ông bà cô bác mình một cái lư đồng song trầm, chất liệu là bằng đồng, đồ xưa nha quý ông bà cô bác. Tích là tam tượng ha. Đó, với tổng chiều cao của chiếc lư em đo được là 20, chiều ngang qua như vậy là 18 và chiều sâu vô là được 12. Cái này mình giao lưu sưu tầm về mình để song trầm thờ cúng, song trầm để mà tiếp khách trên bàn trà phòng khách, hoặc là mình có để thể mình để trong những cái tủ kiến mình trưng bày đề co rất là đẹp. Đây là phần nắp em quay phía trong. Đáy có một ấn ha. Em giao lưu cái lư đồng này giá là 1.500.000 à, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo thì em có sưu tầm được một cái lư đồng, tích là lân vần cầu, được chế tác từ đồng đỏ, đồ xưa nha quý ông bà cô bác, lâu năm. Đó, hàng là hàng trưng bày phong thủy hoặc là để song trầm mà sử dụng rất là đẹp. Chiều cao thì là tổng là 20, chiều ngang qua hai cái quai như vậy là 14 và chiều sâu vô là 10. Em lật ở phía trong cho quý ông bà cô bác xem. Ở dưới đáy có một cái mộc ấn và ba chân ha. Em giao lưu giá là 1.500.000 à, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu giao lưu đến quý ông bà cô bác. Em có sưu tầm được một cái lư song trầm bằng đồng, chất liệu là bằng đồng xưa lâu năm nha. Đó, cái này là đồ xưa, được thiết kế được đúc theo cái thế là tam hạt cử đỉnh ha, rất là đẹp, đứng trên tàu lá sen. Bên này là song long chầu nguyệt, ở phía trên này là nhất long bảo châu ha. Và đây cái nắp nè, những cái lỗ thoát trầm thì được đục hoa sen nó khá là rõ nét quý ông bà cô bác. Phía đáy thì có một ấn. Chiều cao của chiếc lư là 26 à. Chiều ngang qua tổng thể là được 19 theo quý ông bà cô bác. Đó. Em giao lưu giá là 2.800.000 cho chiếc lư đồng này nha, em bao phí ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái lư song trầm bằng đồng ha. Đó, đây là lư đồng ngũ lân vần cầu, được chế tác từ đồng đồ xưa lâu năm nha quý ông bà cô bác. Kích thước của chiếc lư với tổng chiều cao em đo được là 17, chiều ngang qua như vậy là 20 và chiều sâu vô là 12. Ở phía trong đây em quay cho quý ông bà cô bác mình coi cái màu đồng ở phía trong. Phía dưới đáy thì có cái mộc triện ấn rất là đẹp. Em giao duyên giá là 1.500.000 à, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái lư song trầm bằng đồng, được chế tác từ đồng xưa theo quý ông bà cô bác và được đính đá rất là đẹp nha. Cái này thì là đồ xưa cũng khá là lâu năm rồi, tình trạng là lành lặn. Chiều cao em đo được là 17, chiều ngang qua hết thảy là 18 và cái chiều sâu vô là 10 phân. Em lật ở trong cho quý ông bà cô bác mình xem và mình tham khảo nè. Cái màu đồng nguyên bản của nó ha. Đây là phía dưới đáy có 4 cái chữ tàu và 4 chân, rất là đẹp. Hàng phong thủy, decor trưng bày, trang trí rất là đẹp. Em giao lưu giá là 1.500.000 à, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo là em có sưu tầm được một cái bức tượng đồng phong thủy, tích là bát mã phi thiên, được đúc từ đồng xưa nha quý ông bà cô bác ha. Hàng là khá là nét. Đây là bức tượng phong thủy, mình có thể sưu tầm về mình trang trí decor hoặc là làm tặng phẩm cho người thân bạn bè, đều rất đẹp và ý nghĩa. Tổng chiều dài em đo được là 30, tổng chiều ngang qua như vậy là 9 phân, chiều cao lên tới chú ngựa cao nhất là 16. Đế được bọc nhung, tổng trọng lượng là 2,1 kg. Em giao lưu giá là 2.800.000, em bao phí ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo là một cái lư đồng song trầm ha. Đó, đồ này là đồ xưa lâu năm nha quý ông bà cô bác, được đúc nổi cái tích mai hoa điểu và được sơn nhũ vàng những cái con chim ha. Với tổng chiều cao em đo được là 17, chiều ngang qua như vậy là 18 và cái chiều sâu vô là 14. Màu đồng ở phía trong, ở phía dưới đáy là ba chân và một cái mộc ấn khá là rõ nét. Đồ này khá là xưa nha quý ông bà cô bác, đồng nó xỉn màu theo thời gian và năm tháng. Hàng này mình thích đồ cổ đồ xưa, mình sưu tầm cái lư này về khá là đẹp. Em giao lưu giá là 1.500.000 à, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái gạt tàn bằng đồng, được đúc nổi hoa lá tây theo cái phong cách châu Âu khá là đẹp. Hàng là đồng là rất là vang nha quý bà cô bác, lành lặn. Tổng chiều dài em đo được là 19 vuông, chiều cao này là 11. Mình đang xài đồ cổ đồ xưa, những cái bộ bàn ghế xưa, phong cách nội thất xưa cổ điển mà mình đang thiếu một cái gạt tàn để mà đồng điệu đồng bộ thì mình có thể tham khảo giao lưu cái gạt tàn này về để mà gạt tàn thuốc tiếp khách hoặc là để decor phong thủy rất là đẹp. Em giao lưu giá là 900.000 à, em bao phí ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bức tượng Phật Di Lặc ngồi trên đống tiền rất là đẹp ha. Ở chất liệu thì được chế tác từ gỗ hương. Đó, bức tượng này thì là hàng thủ công mỹ nghệ, quý ông bà cô bác có thể thỉnh ngày về để mà để trên bàn trà nè, phòng trà đó, để trưng bày phong thủy rất là đẹp nha quý ông bà cô bác. Đó, em quay một vòng cho quý ông bà cô bác mình coi. Đấy, thì kích thước thì tổng chiều dài em đo được của ngài là 40, tổng chiều rộng là 21, chiều cao tổng thể là được 22 nha. Em gieo duyên ngài giá là 2.500.000 à, em bao phí ship trên toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có sưu tầm được một cái bức tượng gỗ để bàn ha quý ông bà cô bác. Đây là tác phẩm Nhất Mã Phi Thiên, được chế tác chạm đục thủ công từ cái khối gỗ ngọc am. Đây là loại gỗ tinh dầu ha, cho rất là nhiều dầu và mùi thơm ngọt rất là dễ chịu. Thì bức tượng này là để trưng bày phong thủy trong nhà rất là tốt nha quý ông bà cô bác, đặc biệt là với những người tuổi ngựa tuổi ngọ ha. Thì em sẽ đo thông số kích thước của bức tượng. Tổng chiều ngang em đo được là 26, tổng cái chiều sâu là 10. Chiều cao của bức tượng tổng thể là 50 ha, lành lặn và liền lạc, mùi thơm ngọt dễ chịu nha quý ông bà cô bác. Tượng thì được chạm đục khá là nét. Em gieo lưu bức tượng này cho quý ông bà cô bác mình đó với giá là 2.800.000, em bao ship ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu đến quý ông bà cô bác mình là một cái bức tượng Phật để bàn. Đây là bức tượng cụ Di Lặc cởi mây, được chế tác chạm đục thủ công từ cái khối gỗ nu mắt phượng theo quý ông bà cô bác, và được thép vàng óng ánh các chi tiết nha. Đó, bức tượng này là hàng thủ công mỹ nghệ, tượng xưa em sưu tầm. Kích thước ông sẽ đo cho quý ông bà cô bác mình, tổng chiều cao của bức tượng này là được 54, tổng chiều ngang qua như vậy em đo được là 42, chiều sâu vô là 22, kỹ thì là cao 11 phân, có bọc nhung. Đó, em quay một vòng phía sau cho quý bà cô bác mình coi nha. Phía sau bức tượng này là để nguyên khối gỗ, mộc mạc đơn sơ hết quý bà cô bác, rất là đẹp nha. Đó. Rồi em giao lưu bức tượng cụ Di Lặc cởi mây này với giá là 6.900.000 em bao ship toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu giao lưu cùng với quý ông bà cô bác, em có sưu tầm được một cái bức tượng gỗ để bàn. Đây là bức tượng Phật Di Lặc kéo bao tiền, được chế tác từ cái khối gỗ trắc đen ha, trên nền đế nhung bằng gỗ hương khá là đẹp và sắc nét. Đó, thì em sẽ đo thông số kích thước của pho tượng này cho quý ông bà cô bác mình xem và mình tham khảo. Kích thước em đo cả kỹ, tổng chiều ngang là 41, tổng chiều sâu là được 16, chiều cao lên tổng thể là 35 ha. Đây là một cái bức tượng thủ công mỹ nghệ nha quý ông bà cô bác. Nó được chạm đục từ một cái khối gỗ trắc liền khối nha. Đó. Tác phẩm này mình sưu tầm về mình để trên bàn trà, bàn làm việc, đó, hoặc là để phòng khách để tiếp khách rất là đẹp nha. Đó, hàng là gỗ trắc cực kỳ quý giá nha quý ông bà cô bác, đế bọc nhung ha. Rồi em giao lưu cùng quý ông bà cô bác hữu duyên thỉnh cụ về với giá là 8.500.000 em bao ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu và giao lưu cùng với quý ông bà cô bác ha. Em có sưu tầm được một cái bức tượng Phật Di Lặc tay nâng thổi vàng, được chế tác từ cái khối gỗ xá xị thơm nha quý ông bà cô bác. Đó, đế là bọc nhung rất là đẹp. Tượng này để trưng bày phong thủy tài lộc trong nhà nha. Mình có thể để trên bàn trà nè, bàn phòng khách, bàn làm việc. Tổng chiều sâu vô là 19, tổng chiều ngang qua là 27, chiều cao tổng thể em đo được là 55. Đó, kích thước của kỹ là kỹ cao 11 phân. Đó, em quay một vòng cho quý bà cô bác mình xem. Rồi, bức tượng này em giao duyên cùng quý bà cô bác mình giá là 1.500.000 em bao ship. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu đến quý ông bà cô bác mình, em có sưu tầm được một cái bức tượng bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ ha, bằng gỗ gỗ hương nha quý ông bà cô bác, gỗ hương ta. Tượng này là tượng xưa, tuổi đời cũng đã khá là lâu rồi nha. Đó, tượng này tượng xưa cũ em sưu tầm giao lưu lại. Thì bộ ba ông thì kích thước như nhau, em đo đại diện cho quý bà cô bác mình một ông, với tổng chiều cao là 51, tổng chiều ngang là 15 và chiều sâu cũng là 12,5 phân ha. Ba ông khi mà mình để qua như vậy luôn thì hết thể là được 45 nha quý bà cô bác. Đó, thì tượng khá là đẹp luôn, chạm thủ công truyền thần nha. Mình đang thiếu một bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ, mình giao lưu về nè, mình để ba ông ở trong phòng trà nè, trên bàn trà, bàn làm việc, phòng khách rất là đẹp. Em giao duyên bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ bằng gỗ này cho quý bà cô bác mình với giá là 3.600.000 em bao ship toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu, em có sưu tầm được một cái bức tượng La Hán Phục Lân, được chế tác từ cái khối gỗ hương ta, chạm thủ công truyền thần theo quý bà cô bác. Bức tượng này mình có thể về mình đặt ở trên bàn trà, phòng làm việc hoặc là phòng khách rất là đẹp. Kích thước của bức tượng em sẽ đo cho quý bà cô bác mình tham khảo. Tổng chiều cao là 61, tổng chiều ngang là 25, chiều sâu vô này là được 13 quý bà cô bác. Đó, lành đẹp nha, em quay một vòng cho quý bà cô bác mình xem nha. Đó. Rồi, bức tượng này em giao duyên đến quý bà cô bác mình với giá là 2.900.000 em bao ship toàn quốc. Dạ, tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu đến quý ông bà cô bác mình, em có sưu tầm được một cái bức tượng Phật để bàn. Đây là bức tượng cụ Di Lặc Tài Thọ, được chế tác từ cái khối gỗ lũa bách xanh nha quý ông bà cô bác. Chiều cao bức tượng em đo được là 74 . Chiều ngang này là được 30 và chiều sâu vô này là được 15. Thì cái gỗ bách xanh là những cái cây bách lâu năm mọc trên cao nguyên Mộc Châu. Thì trải qua lâu ngày vài tháng thì cái phần cây gốc rũ thì nó trải qua cái nắng mưa thì nó còn lại những cái phần như thế này. Đây là những cái phần mà chứa nhiều dầu nhất của quý bà cô bác, cho nên là cái phần gỗ bách này có cái mùi thơm thoang thoảng rất là dễ chịu. Mình để trên bàn làm việc rất là thơm ha, bàn phòng trà cũng rất là đẹp. Em giao lưu bức tượng này giá là 3.900.000 em bao ship toàn quốc. Dạ thì em xin giới thiệu đến quý ông bà cô bác mình, em có đi sưu tầm được một cái tủ chè ha quý ông bà cô bác, từ An Giang về rất là đẹp nha. Thì cũng mong muốn lên clip giao lưu đến quý ông bà cô bác gần xa. Đó, cây tủ này thì được chế tác từ gỗ gõ, ở hai bên cánh và phần dìm dưới này thì cũng có được cẩn ốc xà cừ cái tích xưa ha. Cái phần lèo này thì được đục chim hoa nha, là cái tủ này là đục lọng sâu vào bên trong nha quý ông bà cô bác. Cái lèo này là người ta hỏi mua lẻ em là ba mua cái lèo riêng này thôi luôn mà em không có bán đâu nha quý ông bà cô bác, rất là đẹp luôn á. Thì em sẽ đo thông số kích thước trước khi mà em đi vào chi tiết để mà quý ông bà cô bác mình coi và tham khảo. Tổng chiều dài của cây tủ chè em đo được là 1m8. Cái chiều rộng là được 46. Và cái chiều cao thì em đo được là 70 ha quý ông bà cô bác. Thì em sẽ cầm máy em đi quay cận cảnh chi tiết cho quý ông bà cô bác mình coi, để coi cái cây tủ này là nó xưa cũ cỡ nào, nó đẹp cỡ nào ha quý ông bà cô bác. Thì em mời quý ông bà cô bác ạ. Thì như quý ông bà cô bác mình cũng thấy ở đây thì cái phần đặc biệt nhất có thể nói là cái lèo ha. Cái phần dìm lèo này là được đục chim hoa. Cái đục này là đục lỏng sâu vào bên trong. Thì quý ông bà cô bác mình không chỉ nhìn nè, không chỉ đục ở phía ngoài ha, mà còn đục sâu ở vào bên trong nè. Đó, tức là kỹ thuật của người thợ rất là cao mới đục ra được một cái lèo lỏng sâu đẹp như vậy quý ông bà cô bác. Đó, thì cái lèo này không á, nếu mà bán riêng cái lèo này thôi thì rất là đáng giá nha quý ông bà cô bác. Bây giờ là không có máy nào mà lòn vô sâu vô trong mà đục được, chỉ có những cái cây đục nhỏ, đục thủ công lòn vào trong mới đục được ha. Cửa này thì em một cái nó bị bể kiến em đã tháo ra em đi cắt kiến rồi, thì quý ông bà cô bác mình cứ yên tâm nha. Nếu mà giao lưu thì em sẽ gắn cái cửa kiến vô em chụp hình lại ngon lành cho quý ông bà cô bác mình coi nha. Cửa nó vẫn còn nguyên hết, có cái là hôm em đi em trở về thì có bể làm bể kiến cho nên em đi cắt lại. Đó, cánh hai bên nó thì cẩn tích xưa nè, ốc thì nó bắt đầu nó ngã màu bã trầu theo thời gian năm tháng quý ông bà cô bác. Cái tủ này tuổi đời là 7-80 năm, hàng là hàng miền Tây nha, em sưu tầm được từ An Giang về, rất là đẹp luôn quý ông bà cô bác. Đó, chuông nhất là lặng, không mối mọt nước nẻ gì hết nha quý ông bà cô bác, chỉ có hơi cũ do thời gian năm tháng thôi. Đó, thì mình đang tìm một cái cây tủ chè để mình trưng bày trong phòng khách, để mà mình tiếp khách bài đồ cổ đồ xưa ha. Thì mình tham khảo cây tủ chè này nha quý ông bà cô bác, chân cẳng lành lặn liền lạc nè. Nó bên này cũng vậy, đây phần ở phía trong em mở em quay cho quý ông bà cô bác mình coi, không nứt nẻ không lỗi lầm. Đó, nó điểm đặc biệt nhất thì chỉ có thể là hai bên cánh và cái phần lèo này thôi. Nó những cái phần đục này là người ta gọi là đục lọng nè quý bà cô bác. Cái lèo rất là đẹp nha. Đó. Dạ thì em xin giao lưu báo giá quý bà cô bác mình cây tủ chè này em giao lưu giá là 20 triệu. Em bao ship trên toàn quốc cho quý bà cô bác ạ. À. Dạ thì sau đây em sẽ giới thiệu đến quý bà cô bác mình. Ở đây em có sưu tầm được một cái cây tủ thờ của Huế nha quý bà cô bác. Đây là hàng Huế xưa, cảnh rất là đẹp nha. Cái toàn bộ phần này là được khảm nổi. Chất liệu của cây tủ này là được làm từ gỗ gõ. Thì trước khi mà em đi vào chi tiết em sẽ đo thông số kích thước của cây tủ cho quý bà cô bác mình xem và mình tham khảo. Tủ có tổng chiều cao là 1m25, tổng chiều ngang em đo cũng là 1m25, rất là vuông vức theo quý bà cô bác. Chiều sâu vô từ ở trong ra ngoài này là được 46 nha. Thì bỏ qua những phần khác, mình nói về cái phần mặt tiền của cây tủ này thôi. Mặt tiền của cây tủ này là sự kết hợp giữa cẩn nè, đục, chạm, rất là đẹp nha quý ông bà cô bác. Đầu tiên em sẽ nói về những phần cẩn. Cẩn ở bên đây là cẩn hai cái tích trúc hóa long. Đó, tích trúc hóa long cực kỳ đẹp, kết hợp với những cái chữ tàu xưa nha. Phần này là được cẩn nổi lên hết toàn bộ. Nó tỉa tó rất là kỹ nha quý ông bà cô bác. Tiếp theo là cẩn hai cái chữ thọ hai bên nè. Đó, phần này là được cẩn tích hoa dây nho nè, cẩn nổi rất là đẹp nha quý ông bà cô bác. Nguyên cái phần dìm ở dưới này là cẩn tích dơi ngậm thọ hoa lá nè. Phải nói là cẩn cực kỳ sắc nét luôn, cây tủ này là rất là hiếm có. Tiếp theo là về phần chạm, những cái ô cửa này được chạm hình thôi rất là đẹp nè quý ông bà cô bác. Đó. Rồi phần này là gắn những cái thanh song tiện còn lăn được nha. Đó, cái này là hàng là đồ của Huế xưa. Bây giờ tìm đâu ra được một cái tủ đẹp vậy quý ông bà cô bác. Đó, cây này mình có nhà cổ, nhà xưa nè ha. Nó những cái nhà mà mình yêu thích cái lối phong cách mà đồ mà gỗ mà nó xưa mà màu hơi tối màu như vậy nè quý ông bà cô bác. Mình để cây này vô nha, mình trang trí decor rất là đẹp, hoặc là mình làm một cây tủ thờ ông bà gia tiên cửa quyền thất tổ thì khỏi phải chê nha quý ông bà cô bác. Đó, cây này là hàng Huế, em bao cho quý ông bà cô bác mình là sản phẩm hiếm có nha. Rồi em giao lưu cây tủ thờ này đến quý ông bà cô bác mình với giá là 65 triệu ạ. Em bao với ship trên toàn quốc cho quý ông bà cô bác mình luôn ha. Tác phẩm tiếp theo em xin giới thiệu giao lưu cùng với quý ông bà cô bác. Em có sưu tầm được một cái bức tranh cẩn theo quý ông bà cô bác, tranh cẩn ốc sà cừ rất là đẹp nha. Chất liệu của bức tranh là được làm từ gỗ gõ. Kích thước của tranh thì em sẽ đo. Chiều ngang qua em đo được là 1m25, tổng chiều cao lên là được 58. Phần tranh thì có cái độ dày em đo được là 2,5 phân. Thì quý ông bà cô bác mình cũng thấy ha, bức tranh này mình nhìn ở ngoài là nó nhìn ở trong hình đó là không bằng ở ngoài đâu quý ông bà cô bác. Đồ xưa nha, cái đồ Huế xưa theo cẩn theo cái lối cung đình nè, tỉa tót rất là kỹ. Ở giữa là cẩn cái tích phù dung chỉ nè, ốc tỉa này quý ông bà cô bác mình thấy nha. Ốc này là ốc cao cấp nha, ốc Singapore cao cấp, màu đỏ lửa ánh cực kỳ sáng màu luôn, sáng rực luôn quý ông bà cô bác. Đó, nhìn cái đó hoa phù dung nè, cẩn là như cái bông hoa thiệt luôn nha, nhìn rất là có chiều sâu quý ông bà cô bác. Đó, xa gần nhìn rất là thần thái nha, bức tranh nhìn cực kỳ mềm mại luôn. Ở phần viền ngoài á, này á, là được cẩn những cái tích hoa lá nè. Đó, hoa lá mà cẩn bằng khảm nổi bằng xương nha quý bà cô bác, khảm nổi bằng xương. Đó. Gỗ thì lâu ngày vài tháng nó xuống cái màu sừng trâu rất là đen luôn rồi. Bức tranh này phải nói là cực kỳ đẹp. Mình về ha, mình đóng khung, mình lộng kiến lại, mình đánh đèn vô cái bức tranh này, mình treo trong phòng khách thì em nói là phòng khách của mình phải nói là thu hút mọi ánh nhìn nha. À, ai lại nhà là cũng phải nhìn bức tranh này quý bà cô bác. Hàng cực kỳ sắc nét, em bao là hàng độc bản bên đồ xưa Cổ Nghệ Việt sưu tầm nha, hàng là Huế từ sông Hương mang về, nó rất là đẹp. Rồi bức tranh này hôm nay giao duyên giao lưu cùng với quý ông bà cô bác mình với giá là 32 triệu đồng ạ. Em bao phí ship trên toàn quốc. Dạ, sản phẩm em vừa giới thiệu cũng là sản phẩm cuối clip ngày hôm nay. Quý ông bà cô bác mình khi xem hết clip, nếu mình thấy ưng ý vừa bụng ở bất kỳ sản phẩm nào và mong muốn giao lưu thì mình có thể dừng clip lại ngay tại sản phẩm đó, chụp ảnh màn hình lại hoặc là đọc mã số sản phẩm, mã số clip và gọi đến số điện thoại cửa hàng em. Em nhắc lại là 088 880 5757 để em giao lưu cùng với quý ông bà cô bác. Cuối clip em xin mến chúc sức khỏe quý ông bà cô bác và xin hẹn gặp lại quý ông bà cô bác ở những clip tiếp theo ạ.